Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được khởi đầu ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC ngày 14. Mở đầu bản tin như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số những thông tin chính đáng chú ý. Trong chương mục tin sáng, cơ quan thú y vùng 6 có văn bản đề nghị cục thú y cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận công bố hết dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến sau một thời gian không phát hiện thêm ổ dịch mới. Câu chuyện hàng chục hộ dân tại đường Lâm Hà Nội viết đơn xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia cho thấy nhiều vấn đề trong việc ứng xử với di tích quốc gia thời gian vừa qua. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, hãy cùng phóng viên kênh VTC14 trải nghiệm việc đi bộ ở Hà Nội để thấy đây là một việc không hề dễ dàng giữa thủ đô. Tin tức nổi bật trên thế giới, đánh bom tại hai trụ sở cảnh sát ở thành phố Benghazi ở Libya, rất may không có thương vong. Nam Phi triển khai các biện pháp mới bảo vệ du khách khỏi cá mập trắng khổng lồ. Thưa quý vị, trong vài kỳ thi gần đây, học và thi lịch sử luôn là môn để các em học sinh rất sợ và kết quả thì cũng rất kém. Muốn giáo dục lịch sử một cách hiệu quả, cần có những biện pháp đồng bộ, trong đó điều quan trọng là phải đổi mới sách giáo khoa lịch sử cả về nội dung và hình thức thể hiện. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo chuyên gia về sách giáo khoa lịch sử ở trường phổ thông, cũng là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Không tiếp tục dành quá nhiều thời lượng để phân tích những hạn chế, bất cập của sách giáo khoa hiện tại, các chuyên gia đã tập trung vào những giải pháp và đề xuất thay đổi sách giáo khoa lịch sử. Theo các chuyên gia, bộ sách giáo khoa mới sẽ phải đáp ứng các tiêu chí thu hút sự hứng thú trong học tập của học sinh đối với môn lịch sử như nội dung tinh giản, hình thức sinh động hấp dẫn. Thực ra sách giáo khoa của chúng ta gọi là nặng, không phải nặng về trọng lượng đâu, vì nó mỏng hơn sách rất nhiều, nhưng nặng chỗ là ta viết nhiều chữ quá. Thì bây giờ ta giảm cái đó ngắn đi và chỉ nhấn mạnh điểm chính thôi. Nhưng để bổ sung cho cái đó đó, một là các cái nguồn tư liệu tham khảo, tranh ảnh, sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, các câu chuyện. Nhiều kinh nghiệm hay từ sách giáo khoa lịch sử của một số nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản cũng được các chuyên gia phân tích để học tập trong quá trình biên soạn sách giáo khoa sử mới. Phải học tập cái mô hình cấu trúc của sách giáo khoa lịch sử thế giới. Cái mô hình này thì nó bảo đảm được hai cái chức năng của sách giáo khoa. Một là cung cấp thông tin, hai là tổ chức dạy và học cho học sinh Việt Nam. Ở đây cái cấu trúc của chúng ta có thể đổi mới lại, tức là cái phần lý thuyết của chúng ta giảm bớt lên và chúng ta có những cái kiểu mở đầu một chương lên có cái khái quát, sau đó những bài cụ thể và có bài tổng kết, và đặc biệt là trong các bài thì làm sao để phát triển, phát huy cái năng lực của học tập của học sinh, vai trò của giáo viên chỉ là hướng dẫn. Cũng theo nhiều ý kiến, sách giáo khoa lịch sử phải được chú trọng và đầu tư biên soạn cho phù hợp với tâm lý và trình độ của học sinh. Thì lâu nay viết sách giáo khoa toàn là các giáo sư, các tiến sĩ, còn giáo viên phổ thông thì không hề được biết. Tôi đề nghị rằng là sắp tới Bộ Giáo dục nên mở rộng thành phần tham gia biên soạn và thẩm định sách giáo khoa, đó là cử một số giáo viên có tâm huyết, có kinh nghiệm để cùng với các thầy tạo nên một cuốn sách giáo khoa hoàn chỉnh hơn, hợp lý hơn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi hơn. Với quyết tâm nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, các chuyên gia hy vọng năm 2015 các trường sẽ thử nghiệm giảng dạy sách giáo khoa lịch sử mới. Sau khi tập hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, đến năm 2018 các trường phổ thông trong cả nước có thể giảng dạy, học tập theo chương trình và sách giáo khoa lịch sử mới. Chuyên mục điểm báo sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bài viết nổi bật được đăng tải trên các số báo sáng nay. Đầu tiên là bài viết làm thuê trên đất của mình của tác giả Nguyễn Triều, báo Tuổi Trẻ. Theo bài viết này, vào sáng ngày 10 tháng 5, Đoàn Thanh tra Chính phủ đã có cuộc đối thoại với hàng trăm người dân vùng Tứ Giác Long Xuyên về các vấn đề liên quan đến đất đai. Tại cuộc đối thoại này, người dân cho biết họ đang trở thành những người làm thuê ngay trên chính mảnh đất của mình.
Ông Trần Văn Hội sống tại xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, Kiên Giang đã nêu hàng loạt nghịch lý trong việc quản lý đất đai của địa phương khiến người dân phải nhiều năm mang đơn đi khiếu nại. Cụ thể là năm 1996, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thu hồi đất vùng Tứ Giác Long Xuyên để giao cho công ty Kiên Tài Đài Loan làm dự án trồng bạch đàn với tổng diện tích là 60.000 ha. Nhưng sau đó công ty này giải thể, thay vì trả lại đất cho dân sản xuất thì chính quyền địa phương lại giao cho một số doanh nghiệp khác hoặc là cấp cho cán bộ, thậm chí là bỏ hoang. Hay ý kiến của ông Đặng Văn Kim ở ấp Kênh 9, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho hay là trước đây người dân đã chấp hành đầy đủ chủ trương thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp. Thế nhưng đến lúc doanh nghiệp giải thể, dân xin lại đất thì địa phương lại từ chối với lý do người dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không có cơ sở để xem xét. Tiếp theo là bài viết của tác giả Thu Hằng trên trang 3 báo Thanh Niên, bài viết với nhan đề Tìm luật cho người chuyển giới. Cần sửa đổi luật để đảm bảo quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc cho người đồng tính, song tính và chuyển giới. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia và nhiều đại biểu tại hội thảo Người đồng tính, song tính, chuyển giới, những quy định pháp luật và quan điểm của cộng đồng do Viện Nghiên cứu Lập pháp tổ chức vào ngày hôm qua mùng 7 tháng 5. Tới dự hội thảo, với tư cách là phụ huynh có con đồng tính, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ở chung cư C2 phường Hiệp Phú, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thật sự không dễ dàng khi chấp nhận con mình là người đồng tính. Khi con trai vừa bước chân vào đại học, nói mình là người đồng tính, gia đình bà không chỉ sốc mà còn coi như loài sâu bọ. Gặp bất kỳ người đồng tính nào cũng lên án, chỉ muốn mang họ đi xử bắn. Gia đình tìm mọi cách chữa trị, đưa con đi thử máu xem hormone thiếu cái gì. Thậm chí nghĩ con mình bị vong nữ nhập vào nên đã đưa con đi chữa trị bằng cách để người ta trói chân tay, đánh đập. Cho đến khi nhìn thấy con bị hành hạ, vẫn nói mình là bị gay. Gia đình mới giật mình và nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ giết chết con. Bà cũng cầu khẩn nhà nước mình bảo vệ quyền lợi người mẹ. Dù sinh con trai, con gái, đồng tính nam hay đồng tính nữ, song tính, chuyển giới, khuyết tật. Và điều mong mỏi lớn nhất đó là trong hiến pháp cần có sự bảo vệ quyền con người cho những người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới, những người khuyết tật HIV. Trên báo Tuổi Trẻ, tác giả Lê Thanh có bài viết Vốn vẫn bí đầu ra. Theo bài viết này, thì vào ngày 10 tháng 5 ngày hôm qua, tại cuộc họp báo của Ngân hàng Nhà nước về hạ lãi suất, đại diện các ngân hàng thương mại lớn đã khẳng định lãi suất cho vay sẽ hạ xuống 10% một năm. Tuy nhiên thì việc giảm lãi suất cũng chưa thể khơi thông được dòng vốn khi cục máu đông là nợ xấu vẫn chưa có giải pháp hợp lý. Trả lời các câu hỏi về việc đồng loạt hạ các mức lãi suất chủ chốt xuống 1% một năm, ông Nguyễn Đồng Tiến là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải thích là nhằm tác động một cách gián tiếp tới định hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng cũng như là người gửi. Trao đổi với phóng viên của báo Tuổi Trẻ bên lề cuộc họp, ông Nguyễn Đồng Tiến đã thừa nhận dù hạ lãi suất cho vay xuống cũng khó có thể đẩy được tín dụng ra mạnh do nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay với lượng hàng tồn kho quá lớn. Để khơi thông nguồn vốn, góp phần giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung, ông Tiến đề xuất chính phủ cần có giải pháp đồng bộ hơn chứ không thể chỉ có giải pháp chính sách tiền tệ qua việc hạ lãi suất cho vay. Để gỡ nút thắt tín dụng hiện nay, ông Nguyễn Quốc Hùng cho rằng chính phủ nên sớm thành lập công ty quản lý tài sản quốc gia nhằm thúc đẩy nhanh hơn tiến trình xử lý nợ xấu. Nếu có công ty này ra đời, cục máu đông của nền kinh tế sẽ dần được xử lý thì ngân hàng mới khơi thông được nguồn vốn và hiện nay doanh nghiệp mới có điều kiện tiếp cận được nguồn vốn. Nhóm phóng viên của báo Thanh Niên trên số báo sáng nay có bài viết Không để doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm vùng nguyên liệu. Theo bài viết này, chính sách của nhà nước Việt Nam từ 6 năm qua đã nói rõ doanh nghiệp nước ngoài không được đụng vào vùng nguyên liệu mà phải thông qua doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng họ vẫn lấn sân và có nguy cơ thâu tóm của vùng nguyên liệu nông sản. Nổi bật nhất đó chính là trong lĩnh vực cà phê. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì các doanh nghiệp FDI đã chiếm từ 50 đến 60% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam, tương đương với 600.000 tấn mỗi năm. Ông Đoàn Kim Ca là Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết là hiện nay các doanh nghiệp FDI không được chính quyền địa phương cho phép đầu tư trực tiếp vùng nguyên liệu mà chủ yếu mua bán thông qua đại lý trong nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn có hoạt động tổ chức mạng lưới gom cà phê trực tiếp. Điều đó cho thấy có lỗ hổng trong quản lý, gây khó khăn cho các hoạt động thu mua của các doanh nghiệp trong nước. Do đó, hình thức bảo hộ của chính phủ chỉ là tạm thời. Về lâu dài thì các doanh nghiệp trong nước phải liên kết chặt chẽ hơn nữa với nông dân để có sự cạnh tranh bền vững. Khó khăn chồng chất, doanh nghiệp vỡ nợ, khối ngân hàng giành giật nhau từng chút tài sản thế chấp. Đây là một hậu quả tồi tệ của một thời cho vay thả phanh, tạo cớ để doanh nghiệp làm ăn chụp giật. Và viết về vấn đề này thì trên trang nhất và trang tư báo Đại Đoàn Kết có bài viết với nhan đề Vạ vật cùng tài sản thế chấp. Tại khu công nghiệp Quất Động, thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội, hơn 10 ngày nay liên tục có hàng chục nhân viên các ngân hàng lớn xếp thành vòng trong vòng ngoài để cùng nhau canh giữ một kho hàng hóa. Bất kỳ một ai, kể cả người của doanh nghiệp lẫn của ngân hàng,
muốn chở hàng từ cuộn thép inox dây chuyền sản xuất ra ngoài cũng phải chịu. Ngày 9 tháng 5, trước cửa công ty cổ phần inox Âu Mỹ, lực lượng bảo vệ của 5 ngân hàng quốc tế VIB, quân đội, Nam Việt, An Bình, Sibank, Liên Việt căng lều dựng bạt, xe tải container án ngữ trước cổng công ty không để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Có thể nói rằng giải quyết nợ xấu đang là nhiệm vụ quan trọng của nhiều ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Khi mà công ty làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý, thu hồi, về bán để trừ vào khoản nợ. Tuy nhiên, do nhiều ngân hàng có cùng ràng buộc pháp lý với công ty nên đã dẫn đến tranh chấp tài sản. Những vụ việc hiện nay đang diễn ra tại khu công nghiệp Quất Động, Hà Nội, phản ánh hoạt động của hệ thống ngân hàng vẫn chưa sáng sủa, thậm chí là có chiều hướng xấu đi. Trên báo Nông thôn ngày nay, tác giả Ngọc Minh có bài viết Thiếu trầm trọng tôm nguyên liệu. Bài viết cho biết là chưa bao giờ ngành tôm Việt Nam lại đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay. Tình trạng dịch bệnh, rồi thiếu nguyên liệu, thiếu vốn và gặp nhiều rào cản thương mại. Nuôi trồng gặp khó nên nguồn nguyên liệu cho chế biến tôm đang thiếu trầm trọng. Và để giải bài toán nguyên liệu thì nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp là nhập khẩu nguyên liệu. Các doanh nghiệp như là Minh Phú, Minh Hải, Sao Ta, Quốc Việt mấy tháng qua hầu như phần lớn lượng hàng xuất khẩu đều phụ thuộc vào nguyên liệu nhập. Ông Nguyễn Văn Hảo, Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản 2 cho biết, Viện đang gấp rút bàn luận cùng các chuyên gia nước ngoài tìm biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh tôm chết sớm hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long. Bước đầu đã có một số giải pháp để khắc phục. Trong những ngày tới, Viện sẽ xuống các tỉnh như là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh để cùng bà con triển khai phòng chống dịch để đẩy mạnh nuôi tôm trở lại, đáp ứng đủ nguyên liệu cho việc chế biến. Nhập hơn 5.100 tấn gừng từ Trung Quốc là nhan đề của bài viết được đăng tải trên trang 7 báo Tuổi Trẻ số ra sáng ngày hôm nay. Theo nguồn tin từ cơ quan hải quan, lượng gừng nhập khẩu từ Trung Quốc về các tỉnh thành phía Nam ngày càng nhiều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng được nhập về qua cảng Cát Lái tại quận 2 là chủ yếu. Tính từ đầu năm 2012 đến hết tháng 2 năm 2013, có trên 5.100 tấn gừng Trung Quốc nhập khẩu đã thông quan. Theo đó, có 25 công ty thương mại, dịch vụ giao nhận, chế biến thực phẩm và doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản nhập khẩu mặt hàng này. Đáng chú ý, trong số doanh nghiệp nhập khẩu có cả doanh nghiệp làm nông sản sạch Đà Lạt. Các doanh nghiệp nhập gừng chủ yếu đưa ra thị trường tiêu thụ qua kênh tập kết hàng ở chợ đầu mối, rồi theo tiểu thương về các chợ lẻ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nhập gừng làm nguyên liệu trong chế biến thực phẩm. Trên báo Tiền Phong, tác giả Sĩ Lực có bài viết Tuyệt kỹ trứng cá nghìn đô. Thưa quý vị và các bạn, 1kg trứng cá tầm thì được bán với giá là 2.000 đến 2.500 đô la Mỹ, có loại lên đến con số là 1,8 tỷ đồng 1kg. Và trứng cá đắt đến nỗi một bữa ăn mà nếu ăn quá 2 thìa cà phê sẽ bị coi là người thiếu chừng mực. Nhiều người so sánh vui là một thìa vào miệng như mất đứt cả chỉ vàng. Thế nhưng của hiếm đắt đỏ này lại không phải là hiếm đến mức mò kim đáy bể mà đã được sản xuất ngay trong nước. Tất nhiên đó là cả một quy trình đầy tuyệt kỹ. Khi mà vào khu vực nuôi cá tầm lớn nhất của công ty cá tầm Việt Nam trên hồ thủy điện Đa Min của tỉnh Bình Thuận, nhóm phóng viên của báo Tiền Phong đã quan sát thấy những con cá tầm ở đây nặng đến 15-20kg, béo ục, đen kịt, bơi lừ đừ dưới nước như tàu ngầm. Trong khi đó thì cá tầm hiện nay được bán ở trên thị trường chỉ nặng ở mức từ 3-4kg. Ông Trần Văn Tuấn là giám đốc sản xuất trại cá cho biết những con cá tầm được bán làm thực phẩm trong nước hiện nay chủ yếu là cá đực hoặc cá tầm cái nhưng chưa trưởng thành. Vì thế mà người ăn cá thịt hiện nay không bao giờ thấy là có trứng ở trong bụng cá. Những con cá nuôi ở đây thì đã bước sang tuổi thứ 5. Và sự oái oăm của loài cá này là so với các loài cá thông thường khác là dù đực hay dù cái thì chúng đều chỉ có một lỗ ở bụng và hình thù bên ngoài không có gì khác nhau. Cái phân biệt duy nhất là phải siêu âm tất cả để phát hiện ra là có trứng hay không. Những con cá tầm cái sẽ được đưa về Đà Lạt nơi có khí hậu mát mẻ và cho tầm bổ bằng những thứ cá tươi sống. Khi gần đến ngày sinh thì các chuyên gia sẽ quyết định là cho cá đẻ mổ hay đẻ thường. Trứng cá tầm loại ngon phải là loại trứng ương sắp chín nên đa phần là sẽ bị mổ bụng để lấy nguyên buồng trứng rồi rửa sạch từng quả đem đi ướp muối và sau đó thì một phần trứng sẽ được đem bán, phần còn lại thì sẽ được dùng để ươm giống. Người dân ở thôn Du Nội, Đồng Dầu, Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội đang ngày đêm phải hứng chịu đựng sự ô nhiễm từ chất độc hại chết người do hàng chục xưởng gỗ rán, gỗ ép thải ra môi trường. Và tình trạng này đã xảy ra từ lâu nhưng cơ quan chức năng thì làm ngơ. Viết về vấn đề này, trên trang 6, báo Đại Đoàn Kết, tác giả Hà Mai có bài viết Tiếng kêu cứu của người dân. Theo tác giả phản ánh, tại các thôn như Du Nội, Lộc Hà, xã Mai Lâm,
Đồng Dầu, xã Dục Tú đang tồn tại hàng chục xưởng sản xuất gỗ ép và gỗ dán. Đi từ xa, rất nhiều cột khói đen cuộn lên từ những ống khói của các xưởng đang sản xuất. Lại gần thì người đi đường bị cay xè mắt, nước mắt chảy ròng ròng. Lại gần nữa là những rãnh thoát nước lộ thiên đã kết thành màu ố vàng quanh các xưởng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Các xưởng này luôn chạy hết công suất và đưa ra thị trường hàng chục tấn hàng mỗi ngày. Công nhân ở đây đều làm việc trong điều kiện chỉ có một khẩu trang thông thường, đầu không đội mũ, mặc áo cộc tay bình thường. Khi được hỏi thì họ cho biết họ đã làm quen, giờ không thấy cay hay chảy nước mắt nhiều nữa. Phóng viên đã đến gặp ông Thường, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Lâm, và ông này cho biết nhiều đoàn kiểm tra về môi trường đã về đây nhưng không phát hiện ra sự ô nhiễm. Và ông này cũng kêu gọi phóng viên phải thông cảm cho các doanh nghiệp vì họ bỏ ra hàng tỷ đồng để mua máy móc, giờ bắt họ dừng sản xuất thì tiền tỷ họ đắp chiếu, ai bù đắp cho họ. Tiếp theo là bài viết được đăng tải trên trang 10 báo Tiền Phong về việc tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông ở Hà Nội. Mỗi học sinh có 2 nguyện vọng vào công lập. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyển 49.388 chỉ tiêu vào lớp 10 của 107 trường trung học phổ thông công lập trên toàn thành phố. Mỗi thí sinh dự thi sẽ được đăng ký vào 2 trường trung học phổ thông khác nhau trong cùng một địa bàn tuyển sinh. Theo Ngô Văn Chất, trưởng phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tuyển sinh vào lớp 10 tất cả các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm nay vẫn được thực hiện theo phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Không như các cấp học dưới, cấp trung học phổ thông của Hà Nội quy định khá chặt chẽ về hộ khẩu, thường trú của học sinh. Trừ trường trung học phổ thông Chu Văn An được tuyển học sinh ngoại tỉnh, muốn dự tuyển, học sinh hoặc bố mẹ các em phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Trường hợp học sinh hoặc bố mẹ của các em đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu nhưng chỉ mới có giấy hẹn của công an quận, huyện, thị xã cũng được xem là đối tượng được phép dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. Học sinh có thể lựa chọn khu vực thuận lợi với việc đi học của mình mà không bị lệ thuộc theo tuyến hộ khẩu như ở các cấp dưới. Trong lĩnh vực văn chương, như mọi lần thì khi mà phát hiện ra một bản dịch bị mắc lỗi, lập tức thì phần lớn trách nhiệm sẽ bị quy chụp vào người dịch và vòng xoáy đổ lỗi cho nhau sẽ lại bắt đầu. Tác giả Ngọc Bi và Minh Ngọc của báo Thanh Niên có bài viết phản ánh là muôn trùng lỗi dịch, nhặt sạn và gỡ rối. Trong bài viết này, tác giả đã trích dẫn rất nhiều những ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực văn học. Như nhà phê bình dịch giả Phạm Xuân Nguyên cho rằng, đúng là nếu có sai sót dịch giả cần là người có trách nhiệm trước vì là người làm việc đầu tiên với bản dịch. Và người thứ hai phải chịu trách nhiệm chính là biên tập viên. Còn ông Phạm Sĩ Sáu, trợ lý giám đốc, tổng biên tập, nhà xuất bản trẻ cho rằng, để ngăn chặn nạn dịch ẩu, dịch sai thì tốt nhất đơn vị xuất bản phải có bộ phận biên tập, có chuyên môn cao, có ngoại ngữ và vốn sống để soi từng bản dịch. Nhiều khi chính việc chạy theo thời gian cũng là một cách làm cho bản dịch không đạt chất lượng cả chỗ người dịch và người đặt dịch. Chị Nguyễn Giang Linh là trưởng ban truyện tranh của nhà xuất bản Kim Đồng, nhận định là cần nghiêm khắc hủy bản dịch quá nhiều lỗi sai và cho dịch lại, chấp nhận về thiệt hại kinh tế cũng như là thời gian. Khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là một bài viết rất giàu cảm xúc của tác giả Trầm Hương nói về lòng mẹ. Bài viết được đăng tải trên trang 12 báo Tuổi Trẻ. Từ khi con ra đời, một năm 365 ngày, ngày nào cũng là ngày của mẹ, của cha. Đơn giản một đứa trẻ không tự dưng mà có, sảnh một ngày, lòng mẹ thấp thỏm không yên. Từ bao giờ ông bà ta có câu hát ru thâm thía, khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Nhiều lúc tác giả tự hỏi, tình mẫu tử của những bà mẹ thời xưa và hôm nay có gì khác nhau? Trái tim đa cảm của người mẹ đã cho tác giả lời trải đáp bằng chính trải nghiệm cuộc đời mình. Dù có những biểu hiện khác nhau, tình mẹ thương con luôn có một mẫu số chung. Tình mẫu tử làm nên bao điều kỳ diệu trong cuộc sống. Như mẹ tác giả đã từng lấy gạo đong chữ thương khó hy sinh cho con tới trường. Như tác giả từng thức suốt đêm viết bài báo lấy tiền mua cho con hộp sữa. Và lúc tác giả thức đêm, trăn trở vật lộn với chữ nghĩa, vừa canh giấc ngủ cho con. Có biết bao nhiêu bà mẹ đêm đêm phải ngủ ngoài hành lang của bệnh viện, chăm sóc con mình bị vướng chứng bệnh hiểm nghèo. Thế gian này thống khổ biết bao nhiêu, may mà còn có những người mẹ. Tiếp tục chương trình là các tin tức trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình nắng nóng khô hạn tại miền Trung trong nhiều ngày gần đây, hai tỉnh là Quảng Nam và Đà Nẵng đã quyết định chi nhiều tỷ đồng để chuẩn bị cho vụ hè thu năm 2013 và đối phó với đợt nắng nóng sắp tới. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã lên kế hoạch chống hạn cho vụ hè thu tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Trong đó, kinh phí phê duyệt cho kế hoạch này tại thành phố Đà Nẵng là 2,6 tỷ đồng và tỉnh Quảng Nam là 13 tỷ đồng.
Theo đó, trong vụ hè thu năm 2013, Quảng Nam đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp chống hạn cho hơn 8.000 ha lúa ở hạ lưu sông Vu Gia và 3.000 ha ở hạ lưu sông Thu Bồn. Tỉnh Quảng Nam cũng dự kiến sẽ có 20 hồ chứa thiếu nước cung cấp cho sản xuất, các hồ thủy điện cần xả nước đúng theo yêu cầu. Tại thành phố Đà Nẵng sẽ có hơn 300 ha lúa thiếu nước tưới trong vụ hè thu 2013. Ngoài hai hồ chứa Đông Nghệ và Hòa Trung đủ nước, thì các hồ còn lại đều rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, thậm chí có hồ chưa đáy. Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo thủy điện Đắc Mi 4 xả nước và về sông Vu Gia để bảo đảm lượng nước cho sông Yên cung cấp về thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ chết đuối thương tâm của hai chị em ruột ở xã Sơ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra vào hôm 8 tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cùng chính quyền địa phương xã Sơn Trạch ngày hôm qua đã đến động viên chia buồn cùng gia đình hai em. Nạn nhân là em Hoàng Thị Thương, 7 tuổi và em trai là Hoàng Ngọc Hà, 4 tuổi, con của ông Hoàng Văn Chữ ở thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 5, hai chị em Thương và Hà cùng một số em trong thôn ra bến phà Xuân Sơn để tắm mát. Một lúc sau, mấy em trong thôn lên bờ và không thấy hai chị em Thương đâu nên đã chạy về báo với gia đình. Nhận được tin báo, người dân trong thôn đã đến khu vực nơi hai em tắm tìm thì phát hiện thi thể hai chị em Thương nằm cách vị trí bãi tắm khoảng 50 mét. Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho hai nạn nhân xấu số. Trước tình hình chim yến chết tại các cơ sở nuôi bị nghi là bị nhiễm cúm, thì cơ quan thú y vùng 6 cho biết đơn vị này đã tổ chức đánh giá toàn bộ việc xử lý ổ dịch, tiêu độc khử trùng và đã có văn bản đề nghị Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận công bố hết dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến nuôi tại Dạp Thanh Bình, đường Thống Nhất, thành phố Phan Giang thuộc Tháp Chàm. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết kể từ ngày công bố dịch 19 tháng 4 đến nay, qua giám sát không phát hiện chim yến chết tại ổ dịch và kết quả xét nghiệm các mẫu chim sống đều cho kết quả âm tính với virus cúm AH5N1. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chờ sự đồng ý của Cục Thú y mới ra quyết định công bố hết dịch. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua công tác lấy mẫu yến để xét nghiệm kiểm tra virus H5N1 còn nhiều bất cập, quy trình không rõ ràng. Hiện tượng chim yến chết hàng loạt tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra từ cuối tháng 3 đến nay. Kết quả chỉ mới phát hiện mẫu chim chết ở hai cơ sở nuôi bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Từ đó đến nay thì chưa phát hiện thêm cơ sở nào nuôi yến ở Ninh Thuận nhiễm virus này. Do đó, nhà chức trách địa phương quyết định chưa có cơ sở để công bố dịch. Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp nông thôn đã được triển khai ở hầu khắp các tỉnh, thành phố và đã có tới hơn 230.000 hộ dân tham gia ký hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy sản đạt hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 303 tỷ đồng, trong đó tổng diện tích trồng lúa đã tham gia bảo hiểm là 45.412 ha. Tổng số vật nuôi tham gia bảo hiểm là 623.131 con trâu bò lợn gia cầm. Tổng diện tích tham gia bảo hiểm là 5.523 ha. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, chương trình bước đầu đã khẳng định được tầm quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Những người được hưởng lợi từ bảo hiểm nông nghiệp sẽ có cơ hội tiếp tục sản xuất và khả năng thoát nghèo. Bảo hiểm nông nghiệp đã tạo kênh hỗ trợ về mặt tài chính đối với người sản xuất nông nghiệp nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và nâng cao khả năng phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Sau sự việc sai sót tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội tại số 70 đường Nguyễn Chí Thanh mà chúng tôi đã đưa tin, Thành ủy Hà Nội vừa có công văn khẳng định thời gian tới sẽ kiểm tra toàn bộ hoạt động tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội. Công văn nêu rõ, việc nhân viên y tế thực hiện không đúng quy trình và tiêm không đủ liều vaccine cho trẻ là việc làm thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng xấu đến hoạt động tiêm chủng của ngành y tế thành phố. Đây là vụ việc dư luận rất quan tâm và cần xử lý nghiêm minh những cá nhân liên quan đến sai phạm. Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với 29 trung tâm y tế quận huyện, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra toàn bộ hoạt động tiêm chủng trên địa bàn thành phố, tăng cường các biện pháp quản lý giám sát để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy trình về quản lý sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị theo đúng quy định. Thường trực Thành ủy Hà Nội hoan nghênh tinh thần xử lý khẩn trương vụ việc của lãnh đạo Sở Y tế, đồng thời yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh vụ việc, báo cáo Thường trực Thành ủy. Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội vừa lập 3 đường dây nóng để người dân có thể thắc mắc hoặc gọi tư vấn bất cứ lúc nào. Đó là các số điện thoại 0913 513 616, số 0915 421 888 và 043 903 5688.
Chiều qua, Công ty Quản lý và Khai thác Hầm Đường Bộ Hải Vân phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đường hầm cấp độ 3A. Tình huống giả định vào lúc 14 giờ, xe tải trọng tải 9 tấn, động cơ diesel chạy hướng Bắc Nam. Đến km 4 510 bị gãy cần sau, xe lật, thùng dầu va đập mạnh bị vỡ. Nhiên liệu tràn ra ngoài gây cháy có khói lớn. Lái xe bị thương trên đầu, phụ xe và chủ xe bị thương ở chân và mắc kẹt. Lúc này màn hình camera giám sát và thiết bị cảm ứng đặt trong hầm phát tín hiệu báo động khẩn cấp. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thừa Thiên Huế ở phía Bắc và cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng ở phía Nam hầm huy động xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát giao thông phân luồng xử lý ùn tắc trong và ngoài hầm. Trong khi đó, y tá và nhân viên cứu hộ sơ cứu các nạn nhân bị thương ngất xỉu rồi đưa ra bên ngoài rồi chuyển lên các bệnh viện chữa trị. Sau 20 phút đám cháy được dập tắt, giao thông trong và ngoài hầm trở lại bình thường. Sau sự việc hai du khách người Australia bị tài xế taxi của hãng Trung Việt ép giá trả gần 1 triệu đồng cho quãng đường đi gần 7 km, lại có thêm một lái xe taxi của Hà Nội bị khách nước ngoài tố cáo ăn chặn tiền taxi. Theo phản ánh của vợ chồng ông James Mutap, quốc tịch Ireland, tối ngày 9 tháng 5, vợ chồng ông đón taxi Thanh Nga mang biển kiểm soát 30F5695 đi từ Hàng Bông tới Mã Mây, quãng đường dài khoảng 2 km nhưng bị lái xe đòi trả tới 300.000 đồng. Khi ông James đưa tờ 500.000 đồng, lái xe lại chỉ trả lại 20.000 đồng. Khi du khách này thắc mắc thì tài xế khẳng định là anh ta chỉ nhận được tờ 50.000 đồng. Đại diện hãng taxi Thanh Nga cho biết, lái xe taxi là Phạm Văn Linh đã trình bày nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do bất đồng về ngôn ngữ. Quãng đường đó hết 30.000 nhưng du khách chỉ trả 20.000. Lúc lái xe đòi thêm 10.000 đồng, hành khách lại nói là đã đưa 500.000 đồng cho lái xe. Hiện lực lượng thanh tra đang phối hợp với hãng taxi Thanh Nga làm rõ sự việc. Và ngày trước thì tài xế taxi Anh Huy cũng lấy của một du khách người Australia 280.000 đồng quãng đường gần 3 km từ ga Hà Nội về phố cổ. Trong nhiều năm qua, ngành thương mại thể thao và giải trí tại Việt Nam liên tục tăng trưởng. Tuy nhiên, thị trường này vẫn còn nhiều hạn chế và đang bị bỏ ngỏ. Đây vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nước ta. Triển lãm quốc tế chuyên ngành thương mại thể thao giải trí đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ hội đó. Hiện nay, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao và các thiết bị giải trí đang được hết sức chú trọng. Trong nhiều năm qua, ngành thể thao và giải trí Việt Nam liên tục tăng trưởng với giá trị ước đạt năm 2010 là 86 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đạt mức 113 tỷ đô la Mỹ cho năm 2013. Thì cùng với cái sự phát triển của xã hội thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng như là làm đẹp của người dân càng được nâng cao. Chính vì vậy thì mở ra một cái tiềm năng cho cái thị trường này. Thì hiện giờ đa số là chúng ta, thị trường của chúng ta là đa số là hàng nhập khẩu. Tuy nhiên là đã có một số công ty Việt Nam trước đây có hình thức là liên doanh và sau này đã tách ra và chủ động làm được cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu thị trường và phù hợp với lại những cái điều kiện của Việt Nam. Tuy nhiên, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước, thị trường thể thao và giải trí vẫn còn rất nhiều hạn chế, chủ yếu tập trung ở các cửa hàng bán dụng cụ thể thao nhỏ lẻ, chưa xuất hiện các doanh nghiệp và trung tâm chuyên về lĩnh vực này. Do vậy, thị trường này vẫn còn đang bỏ ngỏ cho các nhà đầu tư với tiềm năng rất lớn. Người dân hiện nay đời sống đã được nâng cao thì vẫn sẽ phải quan tâm tới vấn đề sức khỏe, đến rèn luyện thân thể, mà trong đó chúng ta rất có nhiều môn thể thao nó phù hợp, chọn những phù hợp để giải quyết sức khỏe cho mình. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải quan tâm tới vấn đề chất lượng, cái sản phẩm được làm ra nó phù hợp với người Việt Nam của chúng ta, phù hợp về giá cả, phù hợp về tầm vóc, phù hợp về cái nhu cầu. Triển lãm thương mại chuyên ngành thể thao và giải trí là một hoạt động thường niên lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, dịch vụ quảng cáo Minh Vi, là một hoạt động ý nghĩa góp phần xúc tiến thương mại với thị trường thể thao và giải trí tại Việt Nam. Cái hội chợ lần này cũng thật sự là một cái sáng kiến để có thể đưa ra một cái thị trường, một cái sân chơi cho những doanh nghiệp trong lĩnh vực này giao lưu hoặc phát triển. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 5 với nhiều chuyên đề hội thảo được tư vấn bởi các nhà chuyên môn trong lĩnh vực thể thao giải trí. Nhà
nhằm hướng tới các hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2013 và 72 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 1941, ngày 15 tháng 5 năm 2013. Chiều qua, ngày 10 tháng 5, Thành đoàn Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2013. Chương trình đại hội chính thức sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2013. Tại đây, các em thiếu nhi cùng giao lưu với các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu là cơ hội giao lưu học hỏi, góp phần bồi dưỡng nhân cách, tri thức cho đội viên. Đại hội năm nay tuyên dương 82 đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ trong tổng số 500 em đội viên tham gia ngày hội. Cùng trong đại hội sẽ diễn ra 3 hoạt động chính là hành trình khám phá tri thức, hành trình kết nối yêu thương và hành trình đến với tương lai. Ngoài ra còn có không gian triển lãm hình ảnh hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi thành phố, các tranh vẽ sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi thành phố, diễu hành xe hoa, tuyên truyền hoạt động của đội và phong trào thiếu nhi 24 quận huyện. Trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2013, ban tổ chức cũng phát hành ấn phẩm sách viết về các tấm gương điển hình dành tặng cho các đại biểu tham gia đại hội. Để thu hút khách du lịch quốc tế tới Việt Nam nhiều hơn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình hợp tác chi trên 7 tỷ đồng quảng bá hình ảnh quần thể danh thắng Tràng An trên kênh truyền hình CNN. Tần suất phát sóng trong một spot có thời lượng dài 30 giây là 180 lượt, được thực hiện trong một tháng với trị giá 250.000 đô la Mỹ trong 2 năm. Kênh CNN đã phát sóng từ tháng 4 năm 2013 trên hệ sóng dành cho khán giả châu Âu. Ninh Bình là một trong 3 trung tâm du lịch lớn của miền Bắc. Tốc độ tăng trưởng của du lịch Ninh Bình được đánh giá cao dựa vào doanh thu hàng năm. Trong năm 2008, doanh thu du lịch của địa phương này đạt 162 tỷ đồng, tới năm 2012 đạt 780 tỷ đồng, tăng 381%. Hiện Ninh Bình đang đề nghị UNESCO xem xét công nhận quần thể danh thắng Tràng An là di sản thế giới trong năm 2013. Làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội, một ngôi làng vốn được biết đến với nhiều mái nhà có kiến trúc truyền thống cùng với cuộc sống yên bình của người dân. Thế nhưng mấy ngày qua thì sự yên bình đó dường như đã không còn nữa. Hơn 70 hộ dân sống tại đây đã quyết định ký vào một lá đơn gửi lên cơ quan chức năng xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia. Bởi đằng sau những mái nhà cổ tưởng như là rất yên bình đó đang là không khí bí bách, ngột ngạt và rất trái với những gì mà nhiều người đã hình dung. Căn nhà của ông Phan Văn Dậu có gần 100 mét vuông đất, tường nhà đá ong cổ kính. Nhưng bên trong không thể nói đây lại là nơi sinh sống của một hộ gia đình có 10 người. Ngôi nhà có tuổi đời 100 tuổi, giờ muốn mở rộng, sửa chữa cũng gặp khó khăn về mặt thủ tục xây dựng. Bây giờ mà coi như là mó mà sửa cái nhà thì phải giấy tờ hết, giấy tờ nọ đến giấy tờ kia. Hỏi lên xã xin xong thì là nếu mà các ông ấy có giải quyết được không giải quyết thì ông lại bảo là về thị xã mà bây giờ mà các ông ấy mà không cho làm thì cứ ông nọ chối ông kia thôi, nên là cuối cùng nó trễ trãi cả thì không làm được. Vậy là ông Dậu vẫn phải sống trong căn nhà cổ đang ngày càng quá tải mỗi ngày. Câu chuyện bất cập về không gian sống đang trở thành phổ biến nơi đây. Thì bây giờ con cháu nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thế thì đất thì nó quá thớt, ta không để ra. Thế bây giờ mà chúng tôi mà làm lên cờ nữa như thế này không cho làm. Cứ ép chúng tôi là bắt cấp 4, thì cấp 4 bây giờ cái thứ nhất gỗ nó đắt. Ngói bây giờ bắt lo đầu bắt chúng tôi mua ngói mũi. Thì làm dầu là tiền mà mua ngói mũi lúc này. Mà làm gì mà ra tiền để mà mua gỗ được. Nếu mà mua cái gỗ quê quá, 5 năm thì nó lại mọt. Sự bức xúc này xuất phát từ quy định về việc quản lý, bảo tồn, tồn tạo và sử dụng di tích làng cổ Đường Lâm. Theo đó, từ năm 2005, khi nơi đây được nhận danh hiệu di tích cấp quốc gia, thị xã Sơn Tây đã ra quy định này vào năm 2006. Theo quy định, khu vực làng Mông Phụ chỉ được phép xây nhà cấp 4 bằng vật liệu truyền thống, mái dốc. Người dân không được tự ý cơi nới sửa chữa bởi theo luật di sản văn hóa, vùng lõi của di tích, thôn Mông Phụ phải bảo tồn nguyên vẹn. Dân số xã Đường Lâm hiện nay là 6.000 người với trên 1.500 hộ. 8 năm kể từ ngày mang danh di tích quốc gia, quy hoạch làng cổ vẫn chưa có. Làng cổ vì thế mà hóa thành làng khổ. Nếu mà danh cổ làng cổ nhá, lợi bàn cho ban quản lý ghi chúc mới cái cổ trồng nọ mở đấy, rồi xã, rồi thì gì đấy chứ còn nhân dân không được một cái gì vào thuộc về làng cổ.
Chứ bây giờ làng cổ chúng tôi nó gọi là làng khổ chứ không phải làng cổ. Có tiền muốn làm cho con dần cửa dần nhà, không làm nổi mà. Này chính quyền đến dọa, dỡ bỏ, mai chính quyền đến dọa phá bỏ. Thế từ những cái bất cập bức xúc thế thì tôi cũng đang tham mưu và cũng có lẽ phải kiến nghị thật nhanh Ủy ban thành phố Hà Nội sớm phê duyệt cái quy hoạch mà hiện nay chúng tôi đang trình sở quy hoạch kiến trúc để mà như vậy làng cổ Đường Lâm chúng tôi có một cái quy hoạch tổng thể của cái di tích làng cổ Đường Lâm. Cái thứ hai là hỗ trợ bố trí một cái nguồn kinh phí hàng năm nhất định để có thể là tu bổ những ngôi nhà cổ có giá trị của người dân trong sống trong di tích. 8 năm chờ đợi một bản quy hoạch tổng thể là quá lâu và bây giờ không biết phải chờ đến bao giờ, nhiều người dân đã không thể chờ thêm nữa. Vừa rồi là ở làng này đã có một nhà bị nhà nước ở thị xã Sơn Tây là đến là cũng chế rồi. Cho nên gia đình đầy là hốt là cũng như trường hợp gia đình ý. Là nó cũng chế là hỏng hết vật liệu. Cho nên gia đình tự tìm cách là tự tháo dỡ để cho nó khỏi thiệt hại cho gia đình. Từ 2 tháng nay, gia đình chị Oanh vẫn chấp nhận chuyện đi xin nước để dùng. Vì tự ý xây lớp chống nóng cho ngôi nhà mà gia đình chị đã bị cắt điện, nước sinh hoạt. Thực trạng trên có lẽ chỉ kết thúc khi những người lãnh đạo nhận ra rằng Đường Lâm là di tích quốc gia, sông là một di tích sống. Vì thế phải ứng xử với nó hài hòa, hợp lý giữa một di tích cổ với một không gian sống, sinh hoạt của người dân. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng, cùng phóng viên kênh VTC14 trải nghiệm việc đi bộ ở Hà Nội để thấy đây là một việc không hề dễ dàng giữa thủ đô. Di tích nổi bật trên thế giới lần đầu tiên xuất hiện ghế ngủ tại sân bay quốc tế Abu Dhabi. Cuộc thi Hoa hậu dành cho các bà mẹ tại Brazil nhân ngày của mẹ. Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở các nước phương Tây, đi bộ chính là một hình thức di chuyển rất phổ biến và được ưa chuộng vì đây chính là khoảng thời gian cơ thể của họ được hoạt động tích cực, tăng cường sức khỏe. Thì ở Việt Nam, số lượng người có thói quen thường xuyên đi bộ là rất ít. Vâng, và trong nhiều năm qua có thể nói rằng việc đi bộ và an toàn cho người đi bộ bị bỏ ngỏ tại Việt Nam. Bên cạnh đó là một thực tế đang diễn ra mà từ người dân đến các nhà quản lý đều thấy rõ, đó là sự thiếu thốn và yếu kém trong quản lý cơ sở hạ tầng ít ỏi dành cho người đi bộ. Nên có một hình ảnh mà chúng ta thường xuyên bắt gặp, đó chính là người dân phải đi bộ xuống lòng đường hoặc qua đường đông đúc mà không có tín hiệu và vạch kẻ đường. Chúng ta vẫn thấy những vụ tai nạn mà nạn nhân chính là người đi bộ. Và chính vì lẽ đó mà việc đi bộ vốn được coi là một hoạt động tích cực lại trở thành nỗi khổ, nỗi sợ của mỗi người. Phóng viên của kênh VTC14 đã thêm một lần nữa trải nghiệm việc đi bộ ở ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội trong một ngày tháng 5 oi bức. Là người sống ở Hà Nội nhiều năm, ngày hôm nay tôi tự tin dẫn cô em gái mới từ quê lên thăm thủ đô. Để có thời gian ngắm cảnh, chúng tôi đi bộ. Nhưng hóa ra công việc này lại chẳng dễ dàng gì. Tại chợ Hàng Gia, Hoàn Kiếm, một tuyến đường tấp nập, ấy vậy mà nhìn quanh cũng không thể thấy bất kỳ đèn tín hiệu vạch kẻ đường nào. Sang đường thế nào đây? Băn khoăn này cũng là tâm trạng chung của những người khác. Ở cái khu vực chợ này thì không có đèn tín hiệu, mà khi đi sang đường thì tôi thấy là rất sợ, tại vì xe tấp nập như này mà không có đèn thì mỗi lần sang phải chú ý. Người dân muốn sang đường chỉ còn cách hoạt động cổ và mắt hết công suất. Đến khu phố đi bộ, mọi việc còn phức tạp hơn. Từng cm vỉa hè được người ta tận dụng tối đa. Đa phần thời gian của chúng tôi không phải là ngắm đường phố, hàng hóa, mà là căng mắt quan sát. Lúc này, lòng đường trở thành lựa chọn cuối cùng. Cái gọi là cái cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ đã quá ít ỏi. Bây giờ lại bị lấn chiếm và bị chiếm dụng nữa thì nó càng tạo ra cái sự căng thẳng và những cái xung đột giữa cái người đi bộ với lại các cái phương tiện giao thông. Và cũng có rất nhiều nơi là buộc người đi bộ phải đi xuống dưới đường, buộc người đi bộ họ phải đi gọi là một cách gọi là thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật. Người đi bộ tại Việt Nam đang buộc phải vi phạm luật. Bất chợt tôi nghĩ đến những vụ tai nạn xảy ra đối với những người đi bộ trong thời gian qua. 1.200 người chết vì đi bộ mỗi năm tại Việt Nam
là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cao hơn nhiều quốc gia phát triển và đứng tầm giữa các nước đang phát triển. Về cơ sở hạ tầng giao thông, Việt Nam dường như ưu tiên cho các phương tiện giao thông cơ giới như ô tô, xe máy mà quên nhu cầu sử dụng giao thông của người đi bộ. Thiếu cầu vượt, thiếu vỉa hè, thiếu vạch kẻ đường cho người đi bộ. Bản thân tôi cũng rất sợ mỗi khi sang đường tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã có những động thái nhất định nhằm cải thiện tình trạng trên. Những cầu bộ hành, hầm bộ hành được xây dựng, những sáng kiến được áp dụng. Và đây chính là thành quả của sáng kiến bấm nút nhường đường cho người đi bộ chỉ sau một thời gian sử dụng. Khi mà có đèn báo hiệu thì các xe đều dừng lại để cho người đi đường. Tuy nhiên là khi mà cái đèn báo hiệu này mất đi rồi thì đặc biệt là chúng tôi đi qua đường cảm thấy rất là lo sợ và bất an. Trời mưa đây tai nạn rất nhiều. Mà mấy lần tôi cứ ở đây là bọn tôi chạy ra mà tôi thấy người là cảm thấy tưởng người ta còn ngất không đi được, phải bê vào trong đường này. Thì cái đường, cái đèn này tín hiệu nó cũng không có tác dụng gì cả. Nhìn dòng xe cộ cứ nườm nượp lao tới, khiến quãng đường chỉ vài bước chân cũng quá đỗi khó khăn. Tình trạng trên cũng tương tự những hầm bộ hành tại Hà Nội, đối lập với cảnh người dân bất chấp nguy hiểm qua đường phía trên. Là sự điều hưu vắng vẻ của hầm bộ hành bên dưới. Số những cái gọi là thiết kế nó còn chưa được thuận tiện thuận lợi. Ví dụ những hầm người đi bộ chẳng hạn thì có thể là ẩm thấp này, rồi mùa mưa thì nước ngập lụt này, rồi thì là đèn chiếu sáng ít này, rồi đấy lại trở thành cái tụ điểm của một số thanh niên gọi là tự do, họ gọi là nghịch ngợm ở đấy, chơi bời đấy, cho nên là người đi bộ cũng ngại mỗi lúc mà phải đi qua những cái hầm đường bộ. Thế thì tôi cho rằng là tất cả những điều đó nếu như có bàn tay của nhà quản lý thì sẽ gọi là làm cho đường thông hè thoáng. Quản lý yếu kém, không duy tu bảo dưỡng thường xuyên, những hầm bộ hành nhếch nhác hiện hữu trên những tuyến đường, đồng nghĩa hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang, không người sử dụng. Đáng lưu ý, gần đây, Hà Nội đã cho tháo dỡ hai cây cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Khát Trân chỉ sau một thời gian ngắn đi vào sử dụng để dành không gian cho cầu vượt. Tất cả những vừa rồi khi làm xong phải sửa, làm xong phải điều chỉnh, kể cả khu đô thị cũng như là cầu vượt, cũng tất cả các thứ khác, thì theo tôi là chưa giải quyết bài toán tổng thể, chưa dựa vào quy hoạch ban đầu, có một quy hoạch tổng thể. Cho nên làm đâu vướng đấy, mà cuối cùng là gì? Phải cắt dỡ, phải chuyển đi, mà tốn kém vận chuyển, chưa kể là phải đầu tư tiền của vào, chưa kể là tất cả những tiền ấy là tiền đâu ra, tiền của người dân đóng thuế. Với mỗi một đồng tiền thuế, quyền lợi chính đáng của người dân là nhận được những tiện ích tương ứng, trong đó có những con đường bằng phẳng, có vỉa hè, có vạch kẻ sơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về một số các sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 11 tháng 5 năm 2013. Từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5, tại Lâm Đồng, hội nghị lần thứ 5 nhóm tư vấn Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ diễn ra. Một trong những nội dung chính được các đại biểu quan tâm tập trung thảo luận là thúc đẩy tăng trưởng xanh ở các nước ASEAN, trong đó tìm các giải pháp để lồng ghép những nội dung này vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp trong tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo và việc huy động các nguồn lực quốc tế dành cho những đối tượng khó khăn ứng phó với khủng hoảng kinh tế. Ngày hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm về nông nghiệp bền vững. Đây là hoạt động mở đầu cho cuộc thi Green Empowering, nghề nghiệp xanh, kinh tế xanh do mạng lưới thế hệ xanh tổ chức dưới sự phối hợp của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng. Buổi tọa đàm có sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp để trao đổi về các phương pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hiện nay. Từ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút đêm nay tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra chương trình khai mạc tuần văn hóa, thể thao, du lịch đồng bằng sông Hồng và lễ hội hoa phượng đỏ lần thứ 2. Buổi biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên với những tiết mục đặc sắc hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, chỗ đi lại và ăn ở tại thành phố đã hoàn tất, sẵn sàng đón người dân và du khách tham quan. Ngày hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Đại nhạc hội ASEAN với chủ đề Sáng tác nghệ thuật là làm việc.
khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức chương trình mang nhiều bản sắc từ các nước trong khu vực như các nghệ sĩ nhạc rock của Myanmar, buổi diễn nghệ thuật truyền thống và nhạc phần của Thái Lan, nhạc rock với nhịp điệu và nhạc cụ mới của Philippines, nghệ sĩ nhạc điện tử Muon Singapore và các thành viên của thể loại nhạc metal mới của Việt Nam. Lễ hội âm nhạc ASEAN được Đại sứ quán Hoa Kỳ và Kama tại Việt Nam khởi xướng và tổ chức nhằm thúc đẩy hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ và ghi nhận sự sáng tạo của văn hóa trẻ châu Á. Trong hai ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 năm 2013, tại nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình lễ hội mua sắm với quy mô lớn với hàng ngàn sản phẩm từ ngành hàng thời trang, phụ kiện, công nghệ đến ẩm thực, giải trí dành cho giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Đến với lễ hội, khách hàng được hòa mình trong không gian mua sắm với hơn 2.500 chủng loại hàng hóa có giá cực ưu đãi, giảm từ 20 đến 70%. Đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội diễn ra lễ hội thời trang với các mẫu năng động dành cho giới trẻ nằm trong xu hướng hè 2013. Tiếp theo là các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cứu hộ bờ biển Italia vào ngày 10 tháng 5 đã giải cứu an toàn cho 181 người nhập cư trái phép vào bờ đảo Lampedusa của nước này sau khi chiếc thuyền chở những người nhập cư gặp sự cố trên biển. Trong số những người nói trên, phần lớn đều là phụ nữ, thậm chí có cả một trẻ sơ sinh đến từ các nước thuộc khu vực châu Phi. Trong những tháng gần đây, các bờ biển của Italia tiếp tục trở thành điểm đến lý tưởng của gần 1.000 người nhập cư bất hợp pháp khi thời tiết trên biển có nhiều dấu hiệu cải thiện tốt. Phần lớn nhóm người này đều được đưa đến các trung tâm tại Italia để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Các vùng duyên hải của Italia thường là điểm đến của những người nhập cư đến từ khu vực Hạ Sahara châu Phi. Ước tính có hàng nghìn người đã thiệt mạng khi mạo hiểm vượt Địa Trung Hải bằng thuyền trong tình trạng thiếu thốn trang thiết bị an toàn cũng như thiếu thức ăn, nước uống. Sáng sớm ngày hôm qua, mùng 10 tháng 5, hai vụ đánh bom đã xảy ra bên ngoài hai trụ sở cảnh sát ở thành phố Benghazi, miền đông Libya, đã làm hư hoại tòa nhà, vỡ kính cửa sổ của một trường học đối diện. Rất may là không có ai bị thương trong vụ việc này. Theo các sĩ quan thuộc hai trụ sở cảnh sát bị tấn công nói trên, một đối tượng nào đó hiện vẫn chưa xác định được danh tính đã ném một túi thuốc nổ trước cổng trụ sở cảnh sát ở trung tâm thành phố, gây ra vụ nổ lớn và hư hại nghiêm trọng. Vụ việc chưa dừng lại ở đó khi chỉ vài tiếng sau, một đồn cảnh sát thứ hai ở thành phố này cũng bị tấn công bằng một thiết bị nổ nhỏ, có thể là lựu đạn, song không có báo cáo về thương vong. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào lực lượng cảnh sát tại thành phố Benghazi. Trong tháng qua, các trụ sở cảnh sát ở thành phố lớn thứ hai ở Libya đã bị đánh bom ít nhất 4 lần. 18 ngày đã trôi qua kể từ sau vụ sập tòa nhà 8 tầng xảy ra tại thủ đô Dhaka của Bangladesh vào hôm 24 tháng 4. Mọi công tác cứu hộ dường như chỉ nhằm tập trung vào một mục tiêu duy nhất là tìm kiếm thi thể của các nạn nhân xấu số. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, một bất ngờ lớn đã xảy ra tại đây khi lực lượng cứu hộ Bangladesh đã tìm thấy một phụ nữ còn sống sót dưới đống đổ nát. Người may mắn sống sót sau 17 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà Rana Plaza được xác định là chị Resma. Người phụ nữ này không hề bị bất kỳ thương tích nào trên người. Tuy nhiên, do phải trải qua một quãng thời gian khá dài thiếu thốn về thực phẩm và nước uống, nên khi được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường, chị đã ở trong trạng thái kiệt sức. Nữ công nhân này cho biết chị hầu như không có bất cứ thứ gì để ăn và chỉ có hai chai nước để cầm cự qua ngày cho đến khi được cứu sống. Trong khi đó, theo thống kê mới nhất từ Bangladesh, số người thiệt mạng trong vụ sập nhà tại Bangladesh tăng lên hơn 1.000 người. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy những rung động do các máy phát điện công suất lớn được sử dụng khi mất điện là nguyên nhân dẫn tới vụ sập tòa nhà vốn có kết cấu không chắc chắn. Thưa quý vị, bờ biển Cape Town của Nam Phi là một trong những nơi cá mực trắng sinh sống. Đã có không ít du khách thiệt mạng do bị loài động vật khổng lồ này tấn công trong khi đang đi du lịch tại đây. Đó chính là nguyên nhân buộc chính quyền thành phố phải thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho những khách du lịch qua lại khu vực biển này. Tại bãi biển Fish Harbour ở Cape Town, một hệ thống lưới hoàn toàn mới vừa được đưa vào sử dụng nhằm bảo vệ du khách trên các bãi tắm từ những con cá mập trắng, một trong những loài động vật có vú lớn nhất thế giới. Điều đáng nhấn mạnh là những tấm lưới chỉ đóng vai trò rào cản, chứ hoàn toàn không phải là những cái bẫy. Chúng đủ chắc chắn để tạo ra khoảng cách an toàn cần thiết cho những người tắm biển với loài động vật hung dữ này. Trước mắt, hệ thống lưới ngăn cá mập trắng mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm, bắt đầu từ tháng 1 năm nay và sẽ kết thúc sau 12 tháng thử vận hành. Cũng tương tự như những mạng lưới khác đã và đang được sử dụng tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Hồng Kông. Tuy nhiên, những chiếc lưới tại Cape Town độc đáo nằm ở chỗ, nó được thả xuống mỗi sáng sớm và được vớt lên vào lúc chiều tà.
Tại nhiều nơi trên thế giới, họ thường thả lưới cố định ở một địa điểm. Tuy nhiên tại đây chúng tôi quyết định giảm thiểu tác động đến môi trường càng nhiều càng tốt. Đó là lý do mà chúng tôi thả và vớt lưới mỗi ngày. Các du khách tại bãi biển Fish Hawk tỏ ra rất hài lòng với hệ thống này. Tôi rất vui khi thấy họ thiết lập một mạng lưới tại đây. Mạng lưới này không chỉ bảo vệ du khách mà còn được thiết kế an toàn đối với các sinh vật biển, nên tôi rất yên tâm. Cá mập trắng thường có tỷ lệ tử vong cao hơn các loài khác, do đó các mạng lưới ngăn cá mập tại đây được kiểm tra hàng ngày. Ở đây cũng chưa từng xuất hiện tình trạng loài vật này chết do bị mắc kẹt. Ngư dân địa phương cho biết, kể từ khi hoạt động này được triển khai, khách du lịch đã bắt đầu cảm thấy an toàn và tự tin khi tìm đến với các khu vực giải trí trên bãi biển tại Cape Town. Các nhà khoa học Đức mới đây tuyên bố họ vừa phát triển một công nghệ mới mang tên là Sunco, có thể biến lá cây rác thải trong các khu vườn và các phụ phẩm công nghiệp thành chất đốt chỉ sau một đêm. Điều đáng nói là công nghệ mới này được đánh giá là một cuộc cách mạng công nghệ xanh bởi nó giúp giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng. Than đá trong con mắt các nhà môi trường học không phải là loại năng lượng xanh. Nhưng nhóm nhà khoa học người Đức này tuyên bố công nghệ SunCoal của họ sẽ tạo ra một loại năng lượng hài hòa với carbon. Rác thải từ vườn như cỏ, lá cây hoặc phần bị cắt xén được cho vào nồi áp suất, nơi chúng bị ép thành dạng than trong nhiệt độ 200 độ C. Chiếc máy sẽ hoàn thành quá trình kéo dài hàng triệu năm, chỉ vài giờ. Những cục than này sau đó có thể được dùng để đốt cháy trong những trạm phát năng lượng thông thường. Tobias Whitman, người phát minh ra phương án này, đã nghĩ về cách tạo ra than đá sinh học từ khi mới chỉ là một sinh viên theo học tại trường Đại học Công nghệ Berlin. Đây là một bánh than sinh học được làm từ những vật liệu thải từ khu dân cư như cỏ dại và lá cây. Nhiệt năng của chúng là khoảng 20 gigajoule trên tấn, tức là khả năng tạo ra nhiệt cao hơn củi. Người ta hoàn toàn có thể dùng than của chúng tôi để làm nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện. Theo ông Friedrich von Ploes, giám đốc nhà máy SunCoal, trụ sở bên ngoài Berlin, một trong ba nhà máy than sinh học đang hoạt động tại Đức cho biết, loại than sinh học có đầy đủ đặc điểm của than tự nhiên, chỉ có một điểm khác nhưng ưu việt hơn là khí CO2 sinh ra trùng tính. Điểm nổi bật của công nghệ mới này là không giống như những quy trình sản xuất khí sinh học thông thường, những chất thải hữu cơ, trong đó có cả thức ăn thừa, cũng có thể carbon hóa và chuyển thành nhiên liệu. Đột phá trên đồng nghĩa với việc tại Đức hàng năm, một lượng chất đốt khoảng 4 triệu tấn sẽ được sản xuất. Lượng chất đốt này đủ để cung cấp điện cho 2,5 triệu hộ gia đình. Như chúng ta đều biết thì hành khách đi máy bay thường rất khó để tìm kiếm một giấc ngủ ngắn trong khi phải chờ đợi hàng giờ tại sân bay. Nguyên nhân là bởi tại đây, bất kể thời gian nào, trong những ngày cũng đều ồn ào và nhộn nhịp. Tuy nhiên hiện nay, một số sân bay trên thế giới đã cho ra mắt các loại thiết bị có thể giúp hành khách giải quyết tốt được vấn đề này. Một trong số đó là sân bay quốc tế Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thiết bị giúp hành khách có thể có một giấc ngủ ngắn nhưng hiệu quả tại sân bay quốc tế Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó chính là những chiếc ghế ngủ có hình dáng giống quả trứng. Điểm đáng chú ý của những sản phẩm này là chúng có thể chuyển đổi thành những chiếc giường bằng phẳng, có bề mặt trơn bóng và quan trọng hơn cả là có chức năng ngăn tiếng ồn cũng như ánh sáng từ bên ngoài. Với thiết kế được thực hiện ở Phần Lan, cùng với những tính năng ưu việt, mỗi giờ sử dụng sản phẩm này sẽ mất khoảng 12,25 đô la Mỹ. Ban quản lý dự án này cho biết, việc trang bị những chiếc ghế ngủ là một trong những nỗ lực không ngừng của sân bay nhằm cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng cũng như khẳng định đẳng cấp của doanh nghiệp. Hiện tại mới chỉ có 10 chiếc ghế ngủ được đưa vào sử dụng, tuy nhiên con số này sẽ tăng lên 45 trong vòng từ nay đến cuối năm 2013. Ngoài việc tăng cường về số lượng thiết bị, những chiếc giường ngủ sau này sẽ được nâng cấp, bố trí thêm các chức năng khác như có thể truy cập Internet, lưu trữ hành lý và các vật dụng có giá trị, cũng như có thể cung cấp các thiết bị sạc điện miễn phí cho điện thoại di động hay máy tính xách tay. Ngày Hiến Mẫu hay còn gọi là Ngày của Mẹ được khởi xướng bởi bà Anna Mary người Mỹ nhằm tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Theo thông lệ thì Ngày Hiến Mẫu được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm. Năm nay để tôn vinh những người phụ nữ giữ hơi ấm cho gia đình, Brazil vừa tổ chức một cuộc thi hoa hậu dành riêng cho những bà mẹ vĩ đại này. Bà Irenilda de Oliveira Menezes, 65 tuổi, là một bà mẹ bình thường đã được cả Brazil biết đến sau khi nhận vương miện bà mẹ đẹp nhất đất nước. Menezes là bà mẹ của hai đứa con và là bà của hai đứa cháu.
Cuộc thi này đã được tổ chức tại thành phố lớn nhất Brazil, Sao Paulo vào ngày hôm qua mùng 10 tháng 5, trước ngày lễ đặc biệt dành riêng cho các bà mẹ 2 ngày. Khác với những cuộc thi hoa hậu thông thường, tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi này bắt buộc phải là những phụ nữ đã có con và ở độ tuổi trên 60. Năm nay, thí sinh trẻ nhất của cuộc thi là 60 tuổi và nhiều tuổi nhất là 87. Điều quan trọng nhất đối với phụ nữ là chúng ta phải khiến họ thấy rằng họ đang góp phần cho cuộc sống này. Cuộc sống sẽ không bao giờ dừng lại với họ. Họ vẫn đang trong cuộc chơi. Nếu họ không có bạn trai, họ sẽ tìm được. Nếu họ may mắn có một gia đình ấm cúng, hãy mạnh mẽ và kiên cường. Hơn 200 thí sinh khắp Brazil đã đăng ký cho cuộc thi, nhưng chỉ có 25 người được chọn để tham dự vòng chung kết diễn ra vào hôm qua. Ở tuổi 87, bà Maria Helena Fernandez là thí sinh nhiều tuổi nhất của cuộc thi, nhưng bà cho biết cuộc thi khiến cho bà cảm thấy mình đang trẻ lại. Tôi thích cuộc thi này, chúng tôi phải tận hưởng cuộc sống này càng nhiều càng tốt, với sức khỏe, với niềm hạnh phúc. Tôi vui vì tham dự cuộc thi này, tôi có cảm giác mình như là một cô gái đôi mươi vậy. Các quý bà đã mặc những chiếc váy đẹp nhất của mình và tạo dáng rất chuyên nghiệp trước giám khảo và những người cổ vũ nhiệt tình. Các giải thưởng gồm có giải dành cho bà mẹ có nụ cười đẹp nhất, giải cho bà mẹ thành lịch nhất, bà mẹ đẹp nhất và thậm chí còn có giải thưởng dành cho bà mẹ ngượng ngùng nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.